Vạn hồn vương, ngươi có ý gì? Ngươi muốn chúng ta hiến ra tòa quỷ vực hay sao? Chính là đang có ý này, ta quyết định đem theo tòa quỷ vực này hiến tặng cho môn hạ của tôn giả. Tại sao? Nếu như quỷ vực có sự hỗ trợ mạnh to lớn, hoàng tuyền của tôn giả này sẽ có hy vọng tự thành một tiểu âm gian. Đến lúc đó thì không cần phải lo lắng sẽ bị công sai của địa phủ tìm đến tận cửa. Thì ra âm tào địa phủ cũng có phân biệt cấp bậc như vậy. Vậy Ninh Thiềm là từ ngoại vực bày ra ngoài, không nghi ngờ ở trên bảng đá xanh chỉ là một phân thân của tôn giả. Một phân thân lại lợi hại như vậy, tôn giả còn mạnh đến cỡ nào? Hiến tặng quỷ vực, chúng ta được bốn tôn giả lãnh đạo hợp nhất rồi. Được bốn tôn giả lãnh đạo rất hợp lý. Người lại cũng không mạnh như vậy. Như vậy cũng được, nhưng mà tôn giả có lẽ sẽ không tọa trấn quỷ vực, cần một vị niên lạc quan để truyền đạt và chấp hành mệnh lệnh của tôn giả. Chúng ta đều thuộc thủy vật, đôi bên cũng thân thiết nhau, chi bằng để cho ta. Hoàng đường, các ngươi nhìn cho kỹ đi, ánh mắt mà tôn giả nhìn ta có phải rất khác với các ngươi, đó mới là cảm giác thân thiết thật sự. Ta sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với tôn giả, mới là người thích hợp nhất. Làm càn, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng góp sức, ngoan ngoãn cho ta một chút đi, nhất định là phải khiến cho tôn giả tiếp nhận ta. Các hạ, các ngươi đây là có ý gì? Chúng ta muốn vào môn hạ của ngươi, hy vọng các hạ đừng chê, mặc dù chúng ta là âm vật, nhưng vẫn một lòng hướng đạo, còn có một vài thực lực, có thể giúp cho các hạ xử lý vài việc vặt. Các ngươi muốn bái nhập vào môn hạ của ta là vì cái này sao? Đúng vậy, thực lực của các hạ khiến chúng ta ngưỡng mộ, tương lai vẫn xin các hạ lẻ tình chúng ta, vất vả mà chỉ điểm thêm. Ngọn nguồn của ứng vật Linh Thiềm là cái xác cổ, là cái xác yêu cổ mà cá trạch nhỏ thôn phệ. Trừ khi trước đây bọn nó có chút quan hệ, nhưng cái xác đó yếu hơn bốn người này nhiều. Vậy thì chỉ có một lý do, chính là chị tiểu gia ta trời sinh bất phàm. Tôn giả trầm mặc lâu như vậy, không lẽ là không cần chúng ta nữa đó chứ? Xin các hạ thấy tội nghiệp, âm vật chúng ta tu hành không dễ dàng gì. Cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định là trung thành không hai lòng, mãi mãi không dám phản bội. Muốn theo ta cũng được, nhưng mà ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Các người đã từng huyết thực hay chưa? Bốn người chúng ta từ trước đến nay chưa làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Các người khai thật đi, giống như cái gương thi bên kia không hút máu. Xích diệm của ta căn bản không cần ăn người, nếu như thôn phệ các loại âm hỏa, trong cơ thể sẽ đem cực âm chuyển thành cực dương. Vậy ngươi thì sao? Vẫn chưa giết người bao giờ chứ? Xin tôn chủ minh giám, đầu lâu như ta là đào chiến trường cổ mà có. Hơn nữa, những đầu lâu của chiến trường này còn mạnh hơn người bình thường, tại hạ không cần thiết phải vô địch làm người khác bị thương đến tính mạng. Thật hay giả vậy? Vậy nữ quỷ kia thì sao? Miệng đỏ như vậy, không biết là đã hút hết bao nhiêu máu người rồi. Đây là trang điểm thôi. Ta là người bị chết đuối vô tội, ta biết mọi người không ngừng khuất phục quỷ khác ở trong hồ. Tiểu thư khuê các không muốn tiếp xúc với người nạ. Biết rồi, đầu mẹ mê gái. Nếu đã như vậy, ta sẽ nhận bọn họ trước để cai quản nơi này, để tránh gây họa một phường. Nghe theo lệnh của tôn giả, chúng ta không làm gì. Sau này tòa quỷ vực này muốn phát triển như thế nào, xin tôn giả hãy ra chỉ thị. Cũng phải, nên để bọn họ làm gì thì tốt đây. Các ngươi hãy mở một nơi kinh doanh đi. Các ngươi là quỷ quái, nhưng lại có nhân tính và lương tâm, đi kinh doanh là một sự hoàn mỹ nhất. Được rồi, ta còn có chuyện, phải đi trước đây. Hả? Ta không trông chừng, ngươi đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi, giết chút nữa thì đã không quay về để người khác làm sushi rồi đấy, biết hay không hả? Ây à, học được cách nói trả rồi. Được đấy. Đi thôi, về nhà ngủ.